chị và bạn đã quay trở lại với kênh Trà TV nha. Hiện tại mình đang có mặt ở một ngôi nhà hoang thì và hôm nay mình quyết định đến đây để đặt cái cam vào ban đêm. Thì bây giờ giờ này là 10 giờ mấy, 11 giờ quý vị. Hôm nay mình quyết định đến đây đặt hai cái cam, hai góc độ là từ một cái nhà trên và một cái nhà dưới ha. Hoặc là mình đặt một cái nhà trên và một cái phòng ngủ ha. Rồi bây giờ Duy Linh xin mời quý chú anh chị các bạn chúng ta cùng theo dõi nha. Đây thì bối cảnh ở đây đây vì rất quen thuộc luôn ha. Nãy mình có thắp nhang ở đây rồi chị. Bây giờ mình tiến vào trong ngôi nhà này. Mình sẽ đi. Bây giờ mình đã tiến thẳng vào ngôi nhà rồi chị. Bây giờ mình sẽ dạo sơ một cái rồi mình tiến hành đặt hai cái cam nha chị. Nhà thì mình cũng đã coi mấy lần rồi nên là bây giờ cũng không cần quay nhiều ha. Đây là cái gối, đây là trong cái phòng ha, giường đây, đây cũng có gối ha, đây là phòng kế bên. Xong mình đặt ở phòng này một cái cam và phòng ở bên nhà trên một cái cam nha chị. Hôm nay mình quyết định đổi góc độ thì mình sẽ đặt cam ở đây.